ra thì Nhung nghĩ rằng là cái đó là cũng một cái điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là ông đã đóng góp một cái phần lớn cuộc đời, chọn cả cuộc đời của mình cho nền âm nhạc của Việt Nam, thưa quý vị. Và có một bài hát mà Nhung muốn hát thêm một bài hát nữa của ông, sẽ là một bài hát rất hay. Ca khúc được mang tên là Khúc Thụy Du, thưa quý vị. Mời quý vị cùng đến ca khúc này ngay sau đây. Tại vì nó có một câu là: hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi, Thụy ơi và tình ơi. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Khúc Thụy Du của nhạc sĩ Anh Bằng ngay sau đây. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Một tràng pháo tay cho ban nhạc, thưa quý vị. Here we go. Còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi, Thụy ơi và tình ơi. Đừng bao giờ em hỏi vì sao môi em rụng, vì sao môi anh nóng, vì sao tay vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn êm mai và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu, Thụy bây giờ về loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tình cờ đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời, Thụy ơi và tình. Và đó là bài hát, hai bài hát Khúc Thụy Du và Anh Còn Nợ Em của nhạc sĩ Anh Bằng.